Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Họp mặt Xuân Tha Hương với Hội Văn bút Miền Đông Hoa Kỳ do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Của SPTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, Hội Văn bút Việt Nam Hải ngoại miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã có một buổi dạ tiệc với chủ đề Xuân Tha Hương được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019 tại thành phố Fortress, Virginia. Thưa quý vị, chúng tôi xin được phép giới thiệu ban chấp hành của Văn bút miền Đông Hoa Kỳ. Thứ Bảy đẹp trời của mùa xuân ngày 6 tháng 4, 2019, Hội Văn bút miền Đông Hoa Kỳ đã có một đêm họp mặt với chủ đề Xuân Tha Hương tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia. Đã 44 mùa xuân tha hương và năm nay, tại thủ đô Hoa Thượng Đốn, ngay đúng vào mùa hoa anh đào, cùng với hoa mai vàng của Mỹ, hoa tulip, hoa mộc liên và rất nhiều loại hoa khác thi nhau khoe màu, khoe sắc. Mùa xuân ở thủ đô Hoa Thượng Đốn thật đẹp và thật thơ mộng. Vì thế, có hơn 350 quý thân hữu, gia đình quý văn hữu, nhà văn, nhà thơ, đã đến tham dự đêm họp mặt và rất nhiều người đến từ tiểu bang xa. Hội đã thành lập 42 năm qua, mỗi 3 năm bầu lại một lần. Năm nay, tân hội trưởng là nhà thơ Hồng Thủy. Bà đã ngỏ lời chào cũng như chia sẻ những khó khăn, những niềm vui của Hội Văn bút Miền Đông Hoa Kỳ. Văn bút Việt Nam Hải ngoại cố gắng giúp các hội viên, khuyến khích các hội viên in tác phẩm ra mắt sách. Và năm nay thì chúng tôi, hàng năm chúng tôi có một cuộc họp mặt để mọi người gặp gỡ hàn huyên, và chúng tôi có ra một đặc san hàng năm để phổ biến các tác phẩm của hội viên văn bút. Và năm nay thì đặc biệt chúng tôi có làm một cái tuyển tập văn bút của 47 hội viên để tặng không cho khán giả, cho khách của tối hôm nay để phổ biến những tác phẩm của hội viên. Năm vừa qua có thêm 25 hội viên mới và nhiều nhà văn nổi tiếng trong vùng và nhiều hội viên viễn cư, hội viên văn bút miền Đông. Nói chung, Hội Văn bút Việt Nam Hải ngoại có được sự công nhận của quốc tế. Hội viên chính thức phải đóng tiền niên liễm cho quốc tế là 25 Mỹ Kim. Hội cũng hy vọng vào các em trẻ tham gia làm thơ bằng Anh ngữ. Màn hợp ca đầu tiên Việt Nam Minh Châu Trời Đồng do các nữ văn thi sĩ thuộc diễn đàn Minh Châu Trời Đồng trình diễn. Được biết, diễn đàn Minh Châu Trời Đồng là một diễn đàn gồm có 38 nhà văn nữ Việt Nam cư ngụ khắp nơi. Đêm họp mặt đã giữ chân mọi người đến gần 12 giờ khuya với chương trình văn nghệ, tiếng hát ca sĩ Anh Dũng đến từ California và các ca sĩ địa phương cùng với ban nhạc The Wildcat. Cô tới đây theo lời mời của chị hội trưởng Văn bút miền Đông Hoa Kỳ là chị Hồng Thủy. Đã tham gia trong hội văn bút cũng một thời gian mấy tháng gần đây, nhưng mà chưa bao giờ qua đây họp mặt hết. Thì đây cũng nhân cái dịp đại hội này đã qua để mà biết gặp gỡ bạn bè, và cũng gặp rất là nhiều bạn từng liên lạc, bạn thơ, bạn văn ở trên online. Rồi cho nên giờ này mới qua đây gặp được thì đã rất là vui mấy ngày nay. Qua đây thì cô đến dự thì cô gặp được rất nhiều bạn. Bạn thơ, bạn văn ở trong hội Minh Châu Trời Đông mà cô gặp rất là vui. Mấy chị rất là thân tình mà cởi mở mà làm cho tụi cô rất là hạnh phúc. Tôi là cựu chủ tịch của vùng văn bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đã ở trong nhiệm kỳ 5 năm. Và mới đây, vì trọng trách của Văn bút Việt Nam Hải ngoại giao phó, tôi đã nhận làm Chủ tịch Ủy ban Định chế của Văn bút Việt Nam Hải ngoại. Và để cho đệ nhất Phó Chủ tịch nhà văn Hồng Thủy trở thành là tân Chủ tịch của Văn bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Năm nay là năm thứ 6. Văn bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức họp mặt mùa xuân và hội ngộ mùa hoa anh đào. Và qua 6 kỳ tổ chức thì Văn bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
đã được đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn ủng hộ rất là mạnh mẽ. Tôi dù nay rời chức vụ chủ tịch vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nhưng vẫn là cổ vững cho ban đại diện mới, và chúng tôi quyết xây dựng văn bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trở thành một cái vùng văn bút mạnh nhất trong văn bút Việt Nam hải ngoại. Kỷ niệm thì là nhiều lắm, nhưng mà năm vừa rồi chúng tôi đã tổ chức được một cái đại hội mà để mà kỷ niệm 40 năm thành lập văn bút Việt Nam hải ngoại. Mà từ lúc thành lập văn bút cho tới bây giờ, đó là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức thành công một đại hội như vậy. Thì đó là một cái niềm là vinh hạnh cho văn bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Hội Văn bút Việt Nam hải ngoại miền Đông Bắc Hoa Kỳ với phần tường trình từ Fort Church, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Sắp đến ngày 30 tháng 4, năm nay là 44 năm chúng ta xa đất nước quê hương. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, đối với tôi, một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không bao giờ tôi nghĩ là chúng ta không thể nào không làm gì được cho quê hương đất nước. Chắc chắn, và cũng không thể nào xa, chúng ta sẽ trở về. Và lúc đó, Cộng sản không còn nữa. Chúng ta sẽ giữ gìn đất nước, bảo vệ quê hương, không để mất đất đất, không để mất lãnh hải. Nhất định chúng ta phải giữ được, chúng ta phải đem lại tất cả những gì mà đồng bào trong nước mong muốn: tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là tất cả những gì chúng ta mong, chúng ta rất cần sẽ có được. Đối với cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn ở tại đây, hiện bây giờ nó có một sự hợp tác rất là chặt chẽ với các người lính quân lực miền Nam Cộng Hòa, người lính quân cán cảnh. Chúng tôi mong rằng với cái đà này, tất cả các đồng hương nhìn thấy và tham gia trong tất cả những cái sinh hoạt, những hoạt động lo cho cái công cuộc đấu tranh của đất nước chúng ta sớm thành công, cộng sản không còn nữa, đất nước ta được toàn vẹn. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn đồng hương ở đây nghe được và hợp tác chung với cộng đồng, cũng như là Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Mình nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 đó rất là buồn. Này, cái ngày đó là mọi thứ đã thay đổi cái cuộc sống của mình từ ngày đó. Mình bỏ xứ ra đi, rồi mình để lại cha mẹ, anh chị em để đi tìm một cái đường tự do cho chính bản thân mình. Mình phải vượt biên bằng tàu, và trong gia đình mình là có tất cả 4 người phải đi học cải tạo, thành ra chỉ có đàn bà trẻ con, thành ra mình phải đi tìm một cái cuộc sống là đi vượt biên qua khỏi Việt Nam. Cái nguyện vọng của mình là mình muốn cho Việt Nam mình ở đây bắt tay nhau và đoàn kết với nhau để chung sức để có một cái đổi mới cho cái đất nước của mình. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Phân ưu, bản tin Hoa Thịnh Đốn vừa nhận được hung tin bà Dương Xuân Tuyển, nhũ danh Nguyễn Xuân Triều Nguyệt, pháp danh Từ Bảo Cầm, vừa thất lộc, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ vừa được cử hành vào ngày thứ Hai 15 tháng 4 năm 2019 tại Fairfax Memorial Funeral Home. Toàn thể ban biên tập SBTN DC thành kính chia buồn cùng ông Dương Xuân Tuyển và tang quyến.